Em là Hảo. Hồi nhỏ em được sinh ra không may mắn như các bạn. Em bị sốt bại liệt từ năm 3 tuổi. Ngay từ nhỏ em chơi chỉ có thui thủi có một mình thôi. Thì một lần em đi ra ngoài hè em chơi thì nghe các bạn hàng xóm đọc cái tấm thiệp cho gia đình của bạn ấy nghe. Em nghe em cũng tức lắm. Em tự hỏi mình là tại sao mà bạn ấy đọc được nhưng mà tại sao em không đọc được. Từ lúc đó là em muốn đi học và má em đã đưa em đi học, má cõng em đến lớp đi học. Cái buổi đầu tiên thì các bạn nhìn em rất là lạ lẫm, bởi vì từ đó tới giờ trong lớp chưa có bạn nào mà khác lạ như cái bạn này cả. Từ khi bắt đầu đi học thì em đã cố gắng phấn đấu và đến năm lớp 6 là em đã có thành tích học tập là đứng đầu lớp. Một anh hàng xóm ảnh nói là mày bị què như thế thì mày học cũng không có làm gì được, chỉ dùng để chặt câu xấu thôi chứ không có làm được gì cả. Em nghe em rất là tức, giờ em muốn cố gắng em học để em chứng minh cho anh thấy rằng em không phải chỉ dùng để chặt để câu xấu. Nhưng mà không may thì má em bị tai biến, bị liệt nửa người, thì gia đình tập trung tất cả tiền bạc thuốc để lo thuốc thang cho má. Nên là em phải đi tìm việc làm thêm để em kiếm sống và em lấy tiền đóng học phí. Thì đây là cái chỗ làm của em. Em rất là khó khăn để xin được cái chỗ làm này bởi vì ta nói em không làm được việc. Thì khi mà đến xin cái chỗ làm này á thì em gặp anh chủ rất là thân thiện. Thì anh hỏi em làm được việc không, em nói là anh cứ cho em thử việc trong vòng 1 tuần đi. Rồi nếu mà anh thấy em làm được á, thì anh nhận em. Còn nếu mà anh thấy em làm không được á, thì kể như 1 tuần đó em làm không công cho anh. Sau khi em thử việc được 2 ngày thì anh chủ này là quyết định là nhận em vào làm. Khi đầu tiên á, là em làm ở đây á, thì khách người ta vô người ta đã rất là ngạc nhiên. Hay người ta thấy em bị tật như thế này thì không biết có đi tới đi lui sửa cái máy cho người ta được không. Từ từ em làm cái cũng quen, khách chỉ nói hư thôi em đi lại em sửa, em bắt ghế lên em leo lên em sửa một cách tự nhiên. Trái lại mà những bữa mà em bị bận em không đi làm được thì khi mà em đến thì anh chủ anh mới nói là hôm nay có mấy người khách quen nhắc em quá trời luôn. Do em trực ở quán net nên em cứ ngồi máy tính suốt à. Vì thế nên là em lên mạng, em đọc thông tin thì em mới biết được là DID. Thì lúc đó là em đọc được cái học bổng người bạn đồng hành ở DID thì em mới viết đơn, em đăng ký và sau đó là em tham gia vào DID. Ngoài cái chương trình học bổng của DID thì em còn tham gia rất là nhiều cái sinh hoạt ở DID nữa. Em tâm đắc nhất là những lớp tập huấn giúp cho em cảm thấy rất là tự tin. Trước kia em sống rất là rụt rè. Từ hồi tham gia DID đến giờ thì em có lửa hơn rất là nhiều. Em muốn chia sẻ với các bạn khuyết tật là hãy nhìn vào những người khuyết tật, thậm chí là khuyết tật nặng hơn mình nữa, nhưng mà họ làm được thì mình cũng sẽ làm được. Ở DID có một cái buổi tập huấn là nói yes với tất cả mọi thứ. Say yes có nghĩa là cái gì người khác nghĩ được, mình nghĩ được, người khác làm được, mình cũng sẽ làm được. Thành quả học bổng người bạn đồng hành. 388 sinh viên khuyết tật được hỗ trợ học bổng hàng tháng hoặc được phát triển các kỹ năng. Có hơn 7,7 tỷ đồng được hỗ trợ, trong đó có 970 triệu đồng là đóng góp từ các cá nhân và công ty. 156 trẻ khuyết tật được sinh viên khuyết tật hỗ trợ học tập. Hơn 50 người đồng hành cùng sinh viên khuyết tật. Hơn 200 dụng cụ hỗ trợ như nạng nẹp xe lăn được trao tặng, trong đó có 7 xe lăn điện. 183 máy tính được trao tặng.